Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Naomi Series 56. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Mô hình WWE Naomi Series 56 gồm có mô hình Naomi không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Naomi là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Naomi hiện đã hai lần WWE SmackDown Women's Champion, một lần chiến thắng trận đấu 20 Superstar WrestleMania Women's Battle Royale ở sự kiện WWE WrestleMania 34 năm 2018 và nhiều danh hiệu khác. Một thành tích rất ấn tượng của Feel the Glow Naomi. Mô hình WWE Naomi Series 56 được thực hiện dựa trên trang phục của Naomi thi đấu ở Show SmackDown tháng 12 năm 2014 trở lại với mô hình. Mô hình Naomi được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Naomi được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Naomi được thiết kế với khuôn mặt cười tươi, thể hiện sự vui vẻ, thân thiện đặc trưng của Naomi. Rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Naomi. Với mái tóc được thiết kế để dài và được thiết kế dạng xoăn với tông màu đen. Mái tóc được thiết kế rẽ ngôi ở giữa. Mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Naomi. Đây các bạn. Và đây. Và đây. Mái tóc của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là phần trang điểm của Naomi. Phần son môi được thiết kế với tông màu hồng. Đây các bạn. Và phần răng cũng được thiết kế rất chi tiết. Phần trang điểm của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Head scan rất đẹp của Naomi. Và đây cũng là new head scan của Naomi. Trang phục của Naomi được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối và màu đen làm chủ đạo. Hai bàn tay của Naomi, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở. Năm ngón tay, đây các bạn, rất chi tiết. Và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay nắm lại. Đây các bạn, rất chi tiết. Áo của Naomi ở mặt trước được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh nõn chuối. Đây các bạn, rất đẹp. Mặt sau áo được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối. Đây các bạn. Áo của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Naomi ở mặt trước được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối. Phần lưng quần được thiết kế với kiểu dáng sọc caro với hai tông màu xanh nõn chuối và màu đen. Đây các bạn. Và đây. Rất đẹp. Và ở mặt trước của quần, chúng ta sẽ thấy có thiết kế ký tự N. Ký tự N là viết tắt của tên WWE Superstar Naomi, được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối và phần đường viền được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, rất đẹp. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối và có thiết kế ký tự N là viết tắt của tên WWE Superstar Naomi. Ký tự N được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối và phần đường viền được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, rất đẹp. Quần của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Vớ của Naomi, đây các bạn, được thiết kế với kiểu dáng vớ cổ cao, được thiết kế với tông màu sọc caro với hai tông màu xanh nõn chuối và màu đen. Đây các bạn. Và đây. Và đây. Và đây, rất đẹp. Và phần viền trên với cổ cao được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn. Và đây.
và đây rất đẹp. Vớ của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Phần bảo vệ chân của Naomi được thiết kế với kiểu dáng sọc caro với hai tông màu xanh nõn chuối và màu đen để các bạn. Và đây rất đẹp. Giày của Naomi được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối để các bạn. Và đây, và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh nõn chuối để các bạn. Và đây rất chi tiết. Phần đế giày được thiết kế với tông màu xanh nõn chuối để các bạn. Và đây rất đẹp. Giày của Naomi được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để lại phía trước. Để lại phía trước. Để xuống, xoay, xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Naomi là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của Feel the Glow, Naomi. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Naomi Series 56. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.